Wow, thời gian dành cho chương trình Đại Chiến Tà Hồng đã đến rồi. Chúng ta bắt đầu thôi. Thưa quý vị, và bây giờ hãy cùng chào đón nữ chính xinh đẹp của ngày hôm nay, đó chính là Vũ Hải. Xuống đây bên Hiếu nào. Dạ, chào em. Chào anh. Thưa quý vị, Vũ Hải chính là nữ chính xinh đẹp của chương trình Đại Chiến Tơ Hồng ngày hôm nay. Hân hạnh cảm ơn quý vị khán giả đang ngồi trước màn ảnh nhỏ. Sự ủng hộ theo dõi của quý vị trong khung giờ quen thuộc này là 22 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7 là niềm vinh dự cho chúng tôi. Vì có rất nhiều lựa chọn giải trí ngoài kia nhưng quý vị vẫn lựa chọn ngồi trước màn ảnh nhỏ HTV để đón xem chương trình Đại Chiến Tơ Hồng. Đây là một sân chơi tình yêu vô cùng thú vị do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sunrise Media thực hiện, thưa quý vị. Và ngày hôm nay Vũ Hải là nữ chính của chương trình, nhỏ nhắn dễ thương quá trời. Thôi bây giờ mình làm quen nha, để mình có thể gửi đến khán giả nhiều thông tin hơn nữa từ Vũ Hải. Rồi, công việc hiện tại của Vũ Hải là gì? Dạ, hiện tại em đang là sinh viên năm 3. Và ngoài ra thì ngoài việc học ấy, thì em còn đi làm thêm, như là em làm mẫu make up nè. Mẫu make up nè. Mẫu ảnh nè. Mẫu ảnh nè. Xong rồi em còn đi quay TVC nữa. Wow, dễ thương quá. Nghĩa là mình cũng có va chạm chút xíu đối với lĩnh vực nghệ thuật. Dạ. Mẫu ảnh, mẫu make up rồi quay TVC nữa. Những công việc này nó mang lại điều gì cho một người ở độ tuổi đang ở năm 3 đại học? Đang ở năm 3 đại học thì nó mang lại cho em nhiều kinh nghiệm với lại một nguồn thu nhập khá là lớn. Đúng không? Bên cạnh việc là mình đi học nè, mình kiếm thêm một cái công việc gì đó để phụ giúp gia đình của mình và tự trang trải cuộc sống và việc học tập. Khi mà đến với công việc này, nó mang lại cho người trẻ rất nhiều ý nghĩa, rất nhiều kinh nghiệm. Đầu tiên là em tiếp xúc với nhiều người, đúng không? Dạ, đúng. Rất nhiều agency, rất nhiều đối tác ha, rồi mình được làm đẹp à, phải không? Mình gìn giữ được cái vẻ ngoài của mình và quan trọng là chăm sóc bản thân mình tốt hơn. Xinh xắn nhỏ nhắn như vậy sao giờ còn độc thân nha? Yeah. Hiện tại thì gần đây ấy, thì em đã trải qua 3 mối tình rồi. Nhiều nhất là được 1 năm. Nhiều nhất 1 năm. Còn ngắn thì được 4 tháng. Ngắn là 4 tháng. Nhưng mà đố anh biết mối tình nào là em sâu đậm nhất? Phải 1 năm chứ. Tại năm nhiều thời gian thì mới gắn bó với nhau nhiều hơn thì mới sâu đậm chứ. Anh trả lời đúng không? Không. Ôi trời ơi, ok dạ, ok dạ. Tại vì anh thấy rằng cái thời gian ở bên nhau lâu dài hơn thì mới sâu đậm hơn. Còn nếu mà em nói như vậy, chắc là mối tình 4 tháng mới là mối tình sâu đậm. À đúng rồi, mối tình 4 tháng như kiểu là hồi trước là em cứ nghĩ là người này là người cuối. Tại vì là em đặt hết niềm tin là bạn này sẽ, em muốn cưới bạn này luôn á. Nhưng mà bạn ấy đi nghĩa vụ quân sự xong rồi tự nhiên bạn ấy chặn tin nhắn, chặn liên lạc với em luôn. Ờ, là tới giờ không liên lạc được luôn? Dạ không. Nghĩa là mối tình trước đó là 1 năm là chia tay rồi. Dạ. Bắt đầu mối tình sau này là 4 tháng. Và mình cứ ngỡ rằng mình gặp đúng người đúng thời điểm, cho nên trong tình yêu mình không còn đề phòng nữa, mình sẽ dành hết cho người đó. Dạ. Rồi đụng cái các bạn đi nghĩa vụ quân sự và bạn chặn tin nhắn, chặn hết tất cả liên lạc với mình luôn. Em có nghĩ rằng bạn ấy làm điều đấy vì sợ em chờ đợi tội nghiệp em không? Dạ em cũng một phần cũng nghĩ như vậy. Và em cũng thử chờ đợi rồi nhưng mà em cũng tìm thử mọi cách để liên lạc với bạn nhưng mà không có kết quả gì. Em cũng thử đi vô cái chỗ mà anh đóng quân rồi. Nhưng mà ở cái quân sự đó thì anh biết mà, là thường cuối tuần là được vô nhưng mà phải có người thân mới vô được á. Cho nên là giờ không có cách nào liên lạc với ảnh nữa. Người nhà ảnh thì em biết không? Dạ biết ạ. Rồi người nhà ảnh có nói gì với mình không? Dạ người nhà ảnh kêu là không biết, là để con trai họ tự quyết định. Thôi thì nếu nói như vậy thì còn nói gì nữa giờ. Cứ mình liên lạc một chiều thôi không hồi âm thì mình cũng có quyền đi tìm kiếm tình yêu mới chứ. Dạ. Đúng không? Vì sao em lựa chọn sân chơi này? Dạ em muốn tìm hạnh phúc cho mình. Không muốn chờ nữa. Dạ. Chờ bao lâu rồi? Em chờ khoảng 1 năm rồi. 1 năm rồi mà không thấy hồi âm. Dạ. Mình cũng nản chứ, phải không? Rõ ràng là chị em phụ nữ á, mình cứ chờ, cứ đợi nếu mình có tình cảm. Nhưng mà chúng ta cũng nên có cái giới hạn của mình.
phải không? Tại vì thanh xuân đâu có chờ đợi bao giờ. Mà thì ngày hôm nay với một người đàn ông mà em cho rằng đó là cái gu của em, sẽ là những người đàn ông như thế nào? Em là em thích những bạn nào mà cao hơn mình nè. Cao hơn mình nè. Dạ. Phải có chí cầu tiến. Có chí cầu tiến. Phải biết chăm sóc cho vợ con. Biết chăm sóc vợ con gì nữa? Đặc biệt là không được gia trưởng nha. Không được gia trưởng. Tại sao nhấn mạnh cái đó? Trời ơi, em sợ lắm. Tại em xem nhiều phim truyền hình rồi đấy. Thấy đánh đập em sợ lắm. Sợ đúng không? Dạ. Sợ một gia đình mà toàn là tiếng cãi vã rồi đánh đập nhau thì không hay. Đó là tiêu chuẩn của mình. Dạ. Thưa quý vị, ngày hôm nay nữ chính của chương trình với một cái tên rất đặc biệt, Vũ Hải. Bạn đã trải qua những mối tình, nhưng mà rõ ràng mối tình bạn cứ ngỡ rằng sâu đậm nhất thì lại đang bật vô âm tính, và bạn không muốn chờ đợi thêm nữa. Hoàn toàn có lý do thôi. Vậy thì để xem ngày hôm nay Vũ Hải có tìm thấy tình yêu mới của mình hay không. Chắc chắn phải nhờ sự cổ vũ của tất cả quý vị khán giả đang ngồi trước bà anh nhỏ, và đặc biệt là khán giả có mặt tại trường quay, phải không ạ? Chúng ta cùng mong chúc điều đó cho Vũ Hải. Và thưa quý vị, điểm hấp dẫn của chương trình Đài Chiến Tơ Hồng là chúng tôi không chỉ tạo ra một sân chơi để mỗi một nữ chính độc thân đến đây tìm kiếm những chàng trai phù hợp với mình, mà mỗi một số như vậy thì ba chàng trai cùng có mặt tại đây với những mong muốn khác nhau. Tuy nhiên họ có cùng điểm chung, đó chính là có thể chinh phục được một người bạn cho mình để gắn kết và hẹn hò với nhau. Để xem, trước khi gặp gỡ với các gia đình nhà trai, hãy cùng chào đón hội đồng gia đình nhà gái. Xin mời. Xin chào. Dạ, mẹ giới thiệu về mình đi ạ. Tôi là Đặng Thúy Hòa, mẹ của cháu Vũ Hải. Dạ, chào đón mẹ đến với chương trình. Con gái của mình đến đây để tìm kiếm tình yêu. Em nói như thế nào mà mẹ quyết định đến đây vậy? Mẹ đồng ý đến đây vậy? Em năn nỉ mẹ dữ lắm. Năn nỉ dữ lắm hả? Dạ. Rồi mẹ sao? Em năn nỉ là một chuyện, sao mẹ quyết tâm đến đây với em vậy? Mẹ cũng quyết tâm đến bởi vì là thì mình muốn tìm một cậu chàng rể cho nó đúng với đối tượng mà mẹ mong muốn. Với lại ý của con gái. Vậy đối tượng sao mẹ mong muốn? Đối tượng là phải một thanh niên tốt. Tốt. Có chí tiến thủ. Đúng. Và có công ăn việc làm chính đáng. Biết yêu thương vợ con. Và cũng như ý của con gái là không thích một người con da rẻ là gia trưởng với con mình. Và biết chăm sóc gia đình, chăm lo sau này có con thì có trách nhiệm chăm lo cho con cái. Nghĩa là nãy giờ nghe gia đình mình chia sẻ như vậy, có nghĩa là gia đình mình đã sẵn sàng nếu tìm thấy mà phù hợp, tìm hiểu nhau lý tưởng là đi đến kết hôn luôn, phải không mẹ? Vâng, đúng rồi. Dạ, vỗ tay thưa quý vị. Để thấy rằng là gia đình mình ở đây không phải để chơi, đúng không? Mình là quyết tâm tìm kiếm một phiên bản phù hợp với em để có thể đi đến xa hơn. Vậy thì hai chàng trai còn lại, mời mình giới thiệu nha, mời em. Dạ, xin chào mọi người. Em tên là Phan Hữu Lợi, là em trai của chị Hải ạ. Em ruột. Dạ, đúng rồi ạ. Wow, có người yêu chưa? Dạ, chưa. Chưa hả? Dạ. Vậy thì, với em, ở nhà chị Hải có bao giờ chia sẻ tâm sự về mẫu bạn trai hay là cái gu làm sao hay là một chàng trai như thế nào? Dạ. Là phù hợp với chị em, theo em. Dạ, hai chị em thì cũng thường có tâm sự với nhau nhiều. Tại vì chị mấy lúc chị thất tình đó, chị cũng hay tâm sự với em, nên là hiểu chị một chút. Dạ, chị của em trong tình yêu là một cô gái ra sao? Theo em nghĩ thôi, là chị là một cô gái cũng khá là mạnh mẽ. Khá mạnh mẽ. Tại vì chị em những lúc như vậy em không thấy chị khóc nhiều. Chỉ là chị chỉ tâm sự với em thôi. Có nghĩa là thất tình là về với tâm sự chứ không khóc. Dạ đúng. Nhất quyết là không khóc. Dạ. Wow, thú vị quá. Còn chàng trai còn lại? Xin chào tất cả mọi người ạ. Em là Văn Quý, là anh trai của Hải ạ. Anh ruột hay là anh như thế nào? Anh ruột ạ. Ủa, là ba anh em ruột? Dạ. Wow. Dễ thương quá. Vậy là nhất, nhì, ba. Nhà cô có ba con. Dễ thương quá. Với cương vị là một người anh trong nhà thì em nghĩ rằng là em gái của em phải cần thay đổi cái gì để tốt hơn, hay là em có cái lời nào gửi đến em của em trước cái ngưỡng cửa bắt đầu tìm kiếm một mối quan hệ mới không? Em thì muốn em gái của em luôn, nói chung là cần tìm một người bạn trai, nói chung là không cần phải gia cảnh tốt đâu, chỉ cần có chí tiến thủ với lại là thương yêu em là được. Còn muốn nhắn nhủ đến em là luôn yêu thương bản thân mình. Rõ ràng khi mà chúng ta yêu thương bản thân mình thì chúng ta sẽ biết được cần chọn những gì cho mình và cần làm gì để mình cảm thấy vui và hạnh phúc hơn trong cuộc sống, phải không? Thưa quý vị, hội đồng nhà gái hôm nay đến đây toàn là những người ruột thịt không. Đó là lý do để chúng ta chắc chắn
có thể ngày hôm nay sẽ có những sự lựa chọn vô cùng trùng khớp với nữ chính để có một cái kết đẹp. Vậy thì còn chần chừ gì nữa, hãy dành một tràng vỗ tay để mời nhà gái vào vị trí bắt đầu chương trình thôi quý vị. Thưa quý vị, ngay lúc này hội đồng nhà gái đã vào vị trí sẵn sàng tìm cho mình một chàng rể tương lai, chứ không đơn giản là một cơ hội để kết đôi cho con gái của mình đâu. Vậy thì chúng ta cùng xem ngày hôm nay nhà trai gồm những thành viên nào. Đầu tiên hãy cùng chào đón gia đình số 1 đến với chương trình. Gia đình số 1, chúng ta cùng gặp gỡ mẹ Khánh và con trai Quang Thọ. Giới thiệu gia đình số 2, chúng ta cùng gặp gỡ mẹ Phước và con trai Bảo Khánh. Và gia đình còn lại, chúng ta cùng chào đón mẹ Bế và con trai Nhật Anh. Đầu tiên là cảm ơn ba mẹ nhà trai đã dành thời gian đến tham dự chương trình ngày hôm nay. Sự có mặt của ba mẹ vô cùng dễ thương. Và tin chắc rằng là ba mẹ ngày hôm nay biết nhiệm vụ của mình là gì rồi, phải không ạ? Dạ, hẹn dâu tương lai được không ạ? Quá tuyệt vời ạ. Dễ thương phải không ạ? Quá tuyệt vời phải không? Thưa quý vị, điều tuyệt vời hơn đó chính là chỉ có quý vị khán giả đang ngồi trước mà anh nhỏ quý vị mới biết được dung nhan của các chàng trai mà thôi. Còn với những người tại trường quay và cả em Hải đây, chúng ta không biết được các cậu con trai dung mạo như thế nào, mà phải nhờ gia đình của chúng ta lựa chọn cho chính xác để thấy được dung mạo của từng chàng trai. Vậy thì nhà trai cũng đã sẵn sàng, nhà gái cũng đã sẵn sàng, hy vọng quý vị cũng sẵn sàng và cố định kênh HTV7 từ giờ phút này trở đi để chúng ta đến ngay với vòng đầu tiên của chương trình mang tên Cục Cưng Hoàn Hảo. Quý vị, chào đón quý vị đang đến với vòng đầu tiên của chương trình mang tên Cục Cưng Hoàn Hảo. Đây là một danh xưng mà có lẽ những người làm cha làm mẹ rất là thích gọi con của mình. Tại vì con như thế nào không quan trọng, quan trọng là việc trong mắt những người làm cha làm mẹ, con cái luôn là cục cưng hoàn hảo của mình. Ở vòng đầu tiên này, những người làm cha làm mẹ sẽ có những chia sẻ như thế nào về con mình. Tôi tin rằng đó đều là những lời vàng ngọc cả. Vậy thì để xem ba người mẹ nhà trai đang có mặt tại đây sẽ chọn giới thiệu về con mình như thế nào. Họ có thể chọn giới thiệu về tính cách, về công việc, về sở thích, hay là về điểm nổi bật, hoặc là về cả thành tích của con cái mình để có thể giới thiệu đến cho nhà gái. Tại vì sao điều này quan trọng? Ngay từ vòng đầu tiên này, rất tiếc phải có một gia đình dừng cuộc chơi để làm cho cuộc chơi thêm thú vị hơn. Đây là luật lệ của chương trình. Vậy thì hy vọng rằng ba mẹ nhà trai, chúng ta lựa chọn những chi tiết nào đắt giá, chi tiết nào thú vị về con trai của mình để giới thiệu cho nhà gái được không ạ? Giới thiệu kỹ nha, phải xôm tụ lên, rần rần lên để chiếm cảm tình từ nhà gái. Chứ nếu không thì nhà gái phải buộc đưa ra quyết định dừng cuộc chơi khi chỉ nghe những thông tin đó mà thấy không hợp với con gái của mình thôi. Cho nên chúc ba mẹ nhà trai hoàn thành thật tốt, được không ạ? Một tràng vỗ tay thưa quý vị. Và mẹ nhà gái ơi, chúng ta cùng lắng nghe thật kỹ để một chút nữa mình sàng lọc cho dễ nha. Vỗ tay cho nhà gái luôn ạ. Thưa quý vị, chúng tôi đã sẵn sàng rồi. Và ngay bây giờ chúng ta cùng xem mẹ Khánh sẽ tự tin giới thiệu về con trai Quang Thọ của mình như thế nào. Một tràng vỗ tay cho mẹ Khánh. Bắt đầu. Lời đầu tiên tôi xin chào gia đình nhà gái. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là mẹ của Quang Thọ. Con trai của tôi đó là năm nay là 29 tuổi. Đang làm việc ở một cái tiệm cắt tóc. Đó là thợ cắt tóc. Dạ. Và cháu cao 1m80. Cháu nặng 78kg. Dạ. Đó là về thể ngoại hình của cháu. Và cái điều mà cháu rất là tâm đắc là đó là cái nghề của cháu đó. Là cái nghề đó là cháu tự lo. Và cháu làm để mà tự lo cho bản thân. Thì nữa sau này thí dụ có lập gia đình thì cả hai vợ chồng cùng nhau xây dựng gia đình lên thì sẽ là vững bền. Cháu rất là vui vẻ, hòa đồng với mọi người, hơi trầm tính một chút. Dạ. Với lại một cái điều quan trọng là
Độc thân nha. À, độc thân, phải độc thân xịn nha. Độc thân xịn nha. Yeah. Điều cuối cùng là Quang Thọ là một cưng hoàn hảo của gia đình. Dạ, yeah, một cưng hoàn hảo của gia đình. Dễ thương quá. Anh chàng thợ cắt tóc 29 tuổi, cao 1m8. Phải không ạ? Quan trọng là hiền lành. Và như mẹ nói đó, cũng rất là... có cái gì đó hơi trái ngược nhẹ nha. Mẹ nói em cũng vui tính, vui vẻ mà lại trầm tính ha. À, là trầm nhiều. Thường cái người vui vẻ ít trầm tính lắm nha. Mà thường cái người trầm tính cũng không vui vẻ lắm. Nhưng mà đây là em có vui vẻ và có trầm tính luôn. Có trầm nữa, có trầm. Nghĩa là em hướng nội hướng ngoại bạc tham. Dạ. Phải không mẹ? Dạ dạ. Chứ em không có hướng về bên nào hết. Đúng rồi, đúng rồi. Cũng được, dễ chịu. Quan trọng là có công việc ổn định tại một salon tóc rồi. Đó. Nhưng mà công việc này rất phù hợp với em nha, tại vì em mẫu ảnh đúng không? Em cần làm tóc nè, phải không? Cần chuẩn bị cho mình những kiểu tóc đẹp. Thì đây là một chàng trai có cái công việc nó rất là liên quan đến cái nghề của em. Đó là góc nhìn của anh Hiếu thôi. Dạ thưa mẹ nhà gái, mẹ Hòa ơi, mẹ thấy sao với việc nhà trai vừa giới thiệu về cậu con trai của họ như vậy? Dạ không đồng ý được. Mối tình này không hợp với con gái. Ủa tại sao không, ạ? Không đúng tiêu chí với gia đình đâu. Ủa dạ tại sao ạ? Tại vì là không thích cái nghề đấy. Cái nghề đó cũng là một nghề mà thưa mẹ. Đã đành rồi nhưng mà mỗi gia đình mỗi khác. Chưa mẹ đừng vội kết luận như vậy. Còn hai nhà nữa mình chút nữa mình so sánh. Rồi mình coi như thế nào mình cân đo đong đếm. Ha mẹ ha. Còn hai em. Hai em có nghĩ rằng là... mẹ nói như vậy là không hợp không? Nghề nghiệp ổn định. Lại cao 1m8. Ừ. Lại sức khỏe tốt 76kg, 78kg rồi. Đúng. Sức khỏe tốt rồi. Ừ. Em thấy cũng ok đấy anh ạ. Cũng ok. Mà mẹ thì mẹ không chịu. Cháu tự lực làm như thế cũng tốt. Thế nhưng mà gia đình muốn là cháu học hành đến nơi đến chốn rồi phải ra ngoài. À cháu là trình độ cháu là học cao đẳng đó chị ạ. Đúng rồi. À. Thì con nó học đại học được. Y thì cũng phải muốn một người là làm cái gì công ví dụ như là đại học kiến trúc hoặc là đại học gì đó, ví dụ thế. Nghĩa là do cái ngành nghề muốn... nghề không phù hợp với gia đình. Dạ, còn em em nhỏ nhất trong nhà nè, nói gì cho giảng hòa coi nè. Em thấy gia đình của cô cũng khá là ok à, chứ không có đến nỗi à. Đó, con trai của chị nó cũng đã nói vậy rồi đó. Mong rằng là chị sẽ suy nghĩ lại để cho con trai tôi nó có cái một cái đường đi. Dạ. Mẹ cứ nên để đó cân nhắc mẹ ha. Cái điểm cộng là mình ghi nhận là hồi nãy con gái mẹ nói cần một người đàn ông cao to và trưởng thành, không gia trưởng. Bạn này như mẹ giới thiệu là hiền hậu phải không mẹ? Đúng rồi. Vui tính nữa. Đúng rồi. Đó. Mà cho nên là mình cứ để biết lo làm ăn nữa. Dạ. Đó, rất là biết lo làm ăn, biết lo cho vợ cho con là được rồi. Dễ thương quá, cho nên mẹ Khánh cũng đừng lo, để một tí nữa coi sao. Lo lắng quá. Thưa quý vị, chưa gì hết trơn. Ngay từ lời giới thiệu đầu tiên của mẹ Khánh, mẹ nhà trai đầu tiên mà mẹ nhà gái đã tạt một gáo nước lạnh rồi. Thì tự nhiên tôi thấy như có cái điềm điềm gì đó ở đây. Đau lòng. Hy vọng để xem gia đình thứ hai, chúng ta cùng xem là mẹ Phước sẽ giới thiệu về em Bảo Khánh như thế nào. Em xin giới thiệu là em là mẹ của Phạm Bảo Khánh, năm nay là 20 tuổi mà cao 1m75. No, được luôn. 68kg. Quá chuẩn. Học viện hàng không. Mà lại còn bán thời gian là làm ở sân bay Tân Sơn Nhất. Rồi là em còn tự lập nhiều lắm. Em còn mở cả cà phê bán để mang về ạ. Dạ. Sau là cha mẹ thì là cũng có cơ sở làm dầu tràm cũng hiếm. Còn em thì tự lập hiếm ra để học hành rồi là theo đuổi nghề nghiệp. Còn đâu là điểm mạnh của em là rất là năng động mà học hỏi. Dạ. Sở thích của em là đá bóng thể thao, đá bóng và cầu lông, rồi là còn lại nấu ăn rất là ngon. Trời ơi, thiệt sự. Rồi. Nếu mà lấy làm chồng là một người chồng rất là lý tưởng đấy. Quá nấu ăn vời. Cũng là có thực mới vực được đạo đấy. Chính xác. Là đúng rồi. Còn gì nữa không ạ? Con tôi là cục cưng hoàn hảo của trong gia đình. Yeah. Mẹ Hòa thấy sao với gia đình số 2 này ạ? Gia đình thứ hai thì nói chung về tuổi thì là trẻ quá so với con gái của mình. Còn tất cả những ưu điểm, những các cái tiêu chuẩn là thấy là ok đấy. Dạ. Nhưng mà... chỉ có cái tuổi thôi. Tuổi hơi trẻ. Lớn hơn cái tuổi. Em quen bạn trai nhỏ tuổi hơn được không? Em nghĩ là được.
được đúng không? Phải nói với mẹ chứ thôi mẹ dừng cuộc chơi à. Chứ mẹ đang sợ cái vụ nhỏ tuổi đó. Dạ, đang sợ nhỏ tuổi, nếu không chê con gái là lớn tuổi hơn thì gia đình thấy là các tiêu chuẩn là đạt đấy. Không chê đâu ạ. Là đạt. Vâng, nhìn thấy con dâu như này là ưng lắm rồi ạ. Đó, được. Có khởi khắc, có khởi sắc, có khởi sắc. Anh trai thấy sao? À, em thấy bạn ấy tự lo về tài chính các thứ, thấy rất là giỏi. Em thì em nghĩ em cần người em của em Hải là cần một người bạn trai gọi là có chí tiến thủ. Em nghĩ được anh ạ. Được phải không? Bạn này vừa lo học nè, vừa đi làm thêm, vừa lại buôn bán thêm nữa. Đấy. Chứng tỏ rằng là cậu này có những kế hoạch sắp xếp công việc rất là chỉnh chu. Vâng. Thì mới có nhiều thời gian để làm nhiều việc như vậy. Rất nhiều bạn trẻ bây giờ ngộ lắm nha. Cứ nói rằng là do cái lịch học thế này, lịch học thế kia cho nên không đi làm thêm để tích lũy kinh nghiệm được. Như vậy đó, vẫn có rất nhiều những cô cậu học trò hay là sinh viên khác sắp xếp cái thời gian giữa việc học của mình mà làm thêm được rất là nhiều việc. Như là con của mẹ đây, phải không ạ? Vậy thì còn em trai, ổn ha? Em thấy ổn ạ. Ổn phải không? Em nhiêu tuổi? Dạ em 18 ạ. 18, vỗ tay thôi chứ nói gì nữa. Thưa quý vị, sau một gáo nước thật lạnh thì dường như có sự khởi sắc cân bằng cái dòng nước lại rồi. Nhà gái bắt đầu ấm hơn với những chia sẻ của nhà trai và cho thấy rất nhiều điểm cộng. Nhưng đó chưa là gì cả. Để xem gia đình còn lại, mẹ bé sẽ giới thiệu về con trai Nhật Anh của mình như thế nào. Một tràng vỗ tay cổ vũ cho mẹ bé ạ. À, xin chào mọi người, xin chào của nhà gái. Con trai là Trần Nhật Anh, cao 1m72, nặng 62kg. Quê quán ở An Giang. Con trai lên thành phố Hồ Chí Minh làm việc tự do rồi đi diễn. Về thể thao thì con trai thích tập phim rồi đá bóng. Ngoại hình của con trai thì đẹp trai. Lông mày rậm, có hai má đồng tiền, rất là dễ thương. Cứ hơi nhút nhát một tí. Dạ, còn gì nữa không mẹ? Nhà con trai thì được có 3 xào ruộng ra vườn trồng rau. Dạ. Con trai như vậy là cục cưng hoàn hảo nhất. Dạ. Con của mẹ đi làm việc ở tự do trên Hồ Chí Minh. Dạ. Đi diễn. Là em là ca sĩ hay là diễn viên hay thế nào ạ? Diễn viên. Diễn viên hả? Dạ. Hàng tháng có phụ giúp gia đình gửi gì cho mẹ không? Có ít thôi. Dạ, có là được rồi. Cái quan trọng là để thấy là các bạn trẻ mà ra đời sớm á, mà các bạn biết quan tâm chăm lo gia đình là một đức tính tốt. Không cần biết gửi về bao nhiêu, miễn là có gửi về chút ít mình cũng thấy vui. Tại vì sao mình thấy vui? Những người làm cha làm mẹ khi mà ở xa con cái mình á, việc mà con cái có một chút ít gửi về đủ để cho thấy rằng là con cái mình đang đủ sống ở trên thành phố Hồ Chí Minh thì mới có dư chút ít đi gửi về. Ít nhiều không quan trọng đâu. Cho nên là việc mà em có quan tâm gia đình như vậy là một điểm cộng. Mẹ Hòa thấy sao về gia đình của mẹ bé ạ? Nói chung nhà này là những cái có hai điểm yếu, là một là cháu ít tuổi hơn con gái, hai là học hành không đến nơi đến chốn mà nghỉ học sớm quá. Nhưng mà thật ra là nãy giờ đúng là gia đình mẹ Hòa cũng rất lấn cấn về cái việc học cũng như là việc làm của các bạn. Nhưng mà mẹ, bây giờ thật ra mà nói á, trong một cái mối quan hệ đúng là các bạn cái nền tảng học thức nếu mà ngang nhau thì vẫn tốt. Đúng. Nhưng mà ở đây nếu như mà các bạn thật sự thương nhau và cố gắng nỗ lực ra đời, cái trải nghiệm nó mới quan trọng mẹ. Đối với Hiếu thì cái việc mình học trường nào, mình tốt nghiệp trường nào, nó chỉ là một phần quan trọng trong một chuỗi rất nhiều những cái hoạt động quan trọng khác để mình khẳng định lập thân lập nghiệp thôi. Thì mẹ Hòa đừng khắt khe quá. Mình cứ thấy những cái tiêu chí của mình á, bây giờ mình đề ra để bắt đầu mình đối chiếu mẹ Hòa ha. Để mẹ Hòa cũng như gia đình của mình dễ lựa chọn hơn thì mời chúng ta sẽ cùng đến với thời gian dành cho gia đình nhà gái hội ý bắt đầu. Quý vị, như vậy thời gian hội ý dành cho nhà gái đã hết rồi. Trước khi hỏi mẹ Hòa đưa ra quyết định cuối cùng thì cho anh hỏi hai anh em của Hải. Theo em thì gia đình nào không phù hợp? Theo em nghĩ là gia đình số 3 không phù hợp ạ. Tại sao? Bạn mới 19 tuổi à, bạn chưa có đi học đầy đủ á. Ra đời sớm á, em nghĩ là chưa có tốt về cái mặt mà lo cho chị được á. Tại vì chị cũng đang đi học mà nếu mà
mà có quen thì mà anh đi làm á, thì em thấy nó không có hợp lắm á. Nghĩa là cũng không có nhiều thời gian bên nhau. Dạ, đúng rồi. Phải cơm áo gạo tiền này nọ nữa. Dạ, chắc chắn là cũng không có đủ đầy, phải không? Dạ. Còn anh trai? Em thì em muốn nói chung là em chỉ cần chỉ tuyển thủ thấy ba bạn rồi, bạn nào cũng ngang nhau. Em không dám chê số 3 nhưng mà thấy hai nhà, hai mẹ con ở số 1, số 2. Vâng, tức là em chọn bên trội hơn ấy. Nghĩa là gia đình của mẹ Khánh với mẹ Phước đang trội hơn. Vâng, nên là em... Dạ, còn gia đình mẹ Bế thì hen nên, nên em sẽ chọn đồng tình với em trai của em mà. Dạ, đó là suy nghĩ của hai em. Vâng. Thưa quý vị, chưa gì hai cậu con trai cũng chính là hai anh em ruột của Hải đây đưa ra quyết định đang tạm nghiêng về sự bình chọn dừng cuộc chơi cho gia đình mẹ Bế. Không biết thì mẹ Hòa đưa ra quyết định cuối cùng như thế nào. Vậy thưa mẹ Hòa, bây giờ mời mẹ Hòa đưa ra quyết định cuối cùng. Người mà mẹ Hòa chia tay ngay lúc này là gia đình nào? Người mà chúng tôi quyết định chia tay ngay lúc này là rất hồi hộp. Dạ, mời quyết định của mẹ Hòa. Đó là gia đình của mẹ Bế, con trai Nhật Anh. Tiếc quá. Rõ ràng là hồi nãy chắc mẹ Bế cũng nghe Hiếu hỏi ý kiến của hai cậu con trai thì hai cậu con trai cũng đưa ra lựa chọn giống như vậy. Chắc chắn là rất tiếc và cũng rất khó cho nhà gái, tại vì chỉ với những lời giới thiệu thôi và chúng ta chỉ dựa vào những chi tiết về công việc, về sở thích, về tính cách hay về độ tuổi để chúng ta đưa ra quyết định, cho nên cũng rất là khó. Lý do mà mẹ Hòa dừng cuộc chơi với mẹ Bế đó là gì thưa mẹ? Đó là cháu, điều thứ nhất là cháu ít tuổi. Yeah. Thứ hai nữa là gia đình sớm quá, không học hành đến nơi đến chốn. Mà gia đình nhà mình là có tiêu chí là phải chọn để cho xứng tầm với lại con gái. Nghĩa là với mẹ thì vẫn xứng tầm mới quan trọng. Xứng tầm. Chứ không có cần biết là các bạn trai đó có mây tầng nào, không? Gió tầng ấy. Người trí thức là vẫn khác, bởi vì là gia đình cháu học hành như thế thì cũng phải chọn cho cháu một người rể thì xứng đáng với lại con gái mình. Dạ, cái này là lựa chọn của mẹ Hòa, cho nên Hiếu cô không biết nói gì. Dạ thưa mẹ Bế, khi mà nghe mẹ Hòa nói như vậy thì mẹ Bế cảm nhận như thế nào với lý do này ạ? Khi mẹ Hòa nói vậy thì mẹ Bế cũng chạnh lòng rất đau xót. Dạ. Con trai của mẹ cũng đi làm, cũng có làm YouTube, cũng có kiếm tiền về gửi về cho mẹ. Nếu mà cũng làm trên YouTube, cũng nếu mà đánh tên Nhật Anh cũng có tên của Nhật Anh trên đó. Dạ. Cháu cũng giỏi chứ không có, cháu cũng tìm rất là nhiều, cũng về gửi về cho mẹ này kia đó. Dạ. Thưa quý vị, thật ra mà nói thì mỗi gia đình có những cái tiêu chuẩn riêng, chả có gì sai cả. Nhưng quan trọng là ở đây mẹ Hòa có những lựa chọn của riêng mình, chắc là có lý do. Vậy thì để xem là khi cậu con trai con của mẹ Bế xuất hiện tại đây thì có làm cho mẹ Hòa yên tâm hơn để thay đổi quan điểm hay không. Quý vị đừng rời mắt khỏi màn hình nha, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay và mời quý vị cùng gặp con trai của mẹ Bế. Thưa quý vị, đài chiến tơ hồng đã quay trở lại và ngay lúc này tất cả chúng ta đang chờ đợi xem diện mạo Nhật Anh con trai của mẹ Bế như thế nào. Hãy cùng chào đón Nhật Anh ngay bây giờ. Xin mời. Chào đón em. Rồi mời mẹ lên trên đó cho anh Hiếu nha. Dễ thương nha. Ồ. Em đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, là rồi. Mình làm diễn viên. Dạ đúng.
mình làm tự do. À, ngoài công việc làm diễn viên của em ca thì em có phụ gia đình thêm, em làm thêm vài công việc phục vụ. À, em có thể làm các tiếp thực này kia, em làm rất là nhiều việc để phụ gia đình em nữa. Nghĩa là lên thành phố Hồ Chí Minh bươn chải hồi đó giờ? Dạ đúng rồi. Đi làm từ năm mấy tuổi? Em mới lên thành phố Hồ Chí Minh đây khoảng một năm thôi. Mẹ Hòa đã đưa ra quyết định dừng cuộc chơi với lý do lúc nãy thì em nghe rồi đó. Thứ nhất tuổi nhỏ hơn, thứ hai là do em nghỉ học sớm quá. Thì dạ, mẹ lại thấy không có được tương xứng với con gái của mẹ. Em nghĩ sao về quyết định này? Dạ chào cô ạ. Con xin phép nói là vấn đề là nhỏ tuổi hơn. Thì con nghĩ là nhỏ tuổi hơn thì không có nghĩa là con không có trưởng thành hơn mấy người khác. Có thể quan tâm, con thể hiểu được. Vì con cũng đã trải qua nhiều cái mà khó khăn trong cuộc sống rồi. Con trẻ, con có nhiều thời gian bản thân con. Con có thể bắt đầu từ một con số 0. Con hãy làm mọi thứ, kiếm ra thật nhiều tiền. Dạ. Yeah. Dạ, còn về vấn đề mà môn đăng hộ đối của cô nói thì con nghĩ là cái đó cũng thời xưa rồi. Bây giờ không có nghĩa là nghỉ học sớm, không ăn học, tới nơi tới chốn á, là không có xứng được với chị. Mặc dù thì tất nhiên là sau này chị sẽ có một việc ổn định, trang trải đủ sống của chị ấy. Nhưng mà không có nghĩa là con đến với chị ấy, con sẽ đem khổ đến chị. Con sẽ cố gắng để con có thể phát triển bản thân con, có thể học tập nhiều thứ hơn. Vì con đơn giản thì tuổi trẻ con có nhiều thời gian hơn bản thân cô nghĩ. Dạ. Dạ. Em hỏi Nhật Anh ha. Dạ. Đây phải là gu của em không? Dạ, chị ấy dễ thương lắm. Dễ thương quá. Dạ. Không? Dạ. Thưa mẹ Hòa, khi mà em Nhật Anh xuất hiện tại đây với những chia sẻ vừa rồi thì không biết là mẹ Hòa có đồng cảm phần nào không, mà mẹ Hòa cảm thấy quyết định của mình mẹ có thay đổi suy nghĩ lại không? Nói chung là những cái điều của cháu nói rất là tốt. Bản thân cũng tự mình tự lập, rồi lên thành phố thì cháu cũng lo làm nhiều công việc. Thế nhưng mà các cái suy nghĩ đã nhiễm vào đầu óc của tôi, cho nên là cháu cũng phải thông cảm và gia đình cũng thông cảm. Yeah. Là rất là ngại, cháu trẻ hơn có con gái. Yeah. Đấy, ít tuổi hơn con gái là đã cái tiêu chuẩn đấy là mình cũng... Yeah. Không muốn con gái phải lấy một người chững chạc hơn một chút, mai mốt nó già hơn con thì sao. Dạ, cái đó là không là... quá quan trọng về vấn đề già hơn. Đúng rồi. Dạ. Mà con lại rất là đẹp trai nữa, cho nên là cũng ngại. Yeah. Vừa đẹp trai là vừa ít tuổi hơn, gia đình ngại thế thôi, chứ những các tính cách của con. Yeah. Thì cũng không. Mặc dù con có thể đẹp trai một ít tuổi hơn chị, nhưng mà con không có lời biết. Con không phải kiểu theo kiểu để chị ấy nuông chiều đâu. Dạ. Thế con cũng phải vui vẻ rồi con lại tìm được người khác trẻ hơn. Yeah. Giỏi giang hơn. Ví dụ. Dạ. Yeah. Yeah. Anh trai. Hay sao? Thì thấy bạn cũng dễ thương, đẹp trai, với lại là cũng chịu khó. Nhưng mà cái vấn đề ở đây mình thấy bạn ấy ra đời quá là sớm, quá là non trẻ. Tất cả những thứ bạn ấy nói cũng em chưa thấy cái gì gọi là hiện thực cả. Nên là nếu mà giao em gái của em cho bạn ấy thì em thật sự không ăn yên tâm. Cũng hơi lấn cấn ha. Là tại vì thật ra bổn phận làm anh thì mình cũng cần cái gì đó an toàn cho em của mình hơn. Còn cái này thì đang mới là nỗ lực và động lực bạn có đó. Nhưng mà quan trọng là chúng ta đang nhìn về cái thành quả thì bạn chưa có thành quả. Rồi, thấy bạn xuất hiện tại đây với chia sẻ như vậy thì em có đồng quan điểm với gia đình của mình là dừng cuộc chơi với bạn hay không? Hay em có suy nghĩ gì? Dạ, trước mắt là em rất là đồng cảm với bạn. Là từ thời sinh viên ấy, em cũng đã từng làm rất nhiều công việc để kiếm sống. Dạ. Cũng như là phụ đỡ học phí phần nào cho cha mẹ em. Và cái việc đó là em rất là ngưỡng mộ bạn. Nhưng mà quyết định là quyết định. Em... kiểu như là cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. À, là em là kiểu là cha mẹ đặt đâu con ngồi đó hả? Dạ. Dạ, nên là em cũng lấy làm rất tiếc. Thôi thì không có duyên, gửi lời chúc gì đến cô với bạn đi. Dạ, con chúc cô với lại bạn sẽ có một cuộc sống hạnh phúc và tìm được một người con dâu thảo. Dạ. Dạ, cảm ơn mẹ Bế đã dành thời gian đến với chương trình. Mẹ Bế rất là dễ thương nha. Đúng kiểu người miền Tây mình luôn. Và người miền Tây của mình á, bên cạnh cái sự chân chất thật thà thì người miền Tây cũng rất là nỗ lực phấn đấu để lập thân lập nghiệp. Riêng bản thân anh chúc cho Nhật Anh sẽ ngày càng trau dồi mình nhiều hơn nữa, để không quan trọng rằng mình xuất phát có từ vành đích hay không,
hay là mình xuất phát cả từ con số âm, nhưng quan trọng là mình cố gắng và nỗ lực để mình vươn lên từng con số một để khẳng định với cuộc đời này. Dạ. Nha. Cảm ơn hai mẹ con đã đến với chương trình. Thưa quý vị, thật là tiếc khi một chàng trai có một nụ cười thật tươi với má lúm đồng tiền đã không phải là lựa chọn của gia đình nhà gái. Rõ ràng thật là khó với những cái tiêu chuẩn chưa phù hợp lắm, cả về độ tuổi cũng như công việc chưa ổn định mà làm hài lòng mẹ Hòa được. Nhưng không sao, dù gì đi chăng nữa thì mẹ Hòa cũng đã dừng cuộc chơi đúng với mong muốn và lựa chọn của chính con gái mình. Vậy thì để xem với hai gia đình còn lại trong phần quyết định của chương trình Đại Chiến Tơ Hồng sẽ diễn ra những điều thú vị và hấp dẫn gì. Chúng ta cùng đến ngay với vòng tiếp theo mang tên Đại Chiến Tơ Hồng. Thưa quý vị, hân hạnh chào đón quý vị đang quay trở lại với Đại Chiến Tơ Hồng. Mở đầu cho Đại Chiến Tơ Hồng của vòng quyết định này rất nhiều những cảm xúc thú vị, tại vì lần lượt từng cậu con trai của hai gia đình nhà trai sẽ xuất hiện tại đây. Qua đó nhà gái sẽ thấy được diện mạo của cậu con trai nè, còn thấy lời ăn tiếng nói nữa. Mỗi chàng trai sẽ có tổng cộng là 1 phút 30 giây. Trong vòng 1 phút đầu tiên sẽ dùng lời nói để chia sẻ những điều chân thành dành cho em Vũ Hải đây. Và còn lại là 30 giây để dùng một hành động chân thành để gửi đến Vũ Hải. Nghĩa là mình có hẳn 3 phút để mình xem là hai chàng trai này có gửi những tín hiệu tích cực cho mình hay không. Ha, sau khi hai chàng trai trải qua hai thử thách của 1 phút và 30 giây thì các bạn sẽ quay trở lại với bên người thân của mình để cùng mang đến một món bảo bối. Đây là một hiện vật thưa quý vị, hoàn toàn được giấu kín. Qua hiện vật này được lần dở sẽ gửi gắm thông điệp đến cho nhà gái. Từ đó nhà gái mới đưa ra quyết định xem là chàng trai nào là cậu con trai mà mình muốn cho phép hẹn hò với con mình. Mẹ Hòa sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Dạ, gỗ tay cổ vũ cho mẹ Hòa. Và ngay bây giờ, không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, hãy cùng hướng mắt về trung tâm sân khấu để chào đón Quang Thọ, con trai mẹ Khánh. Xin mời. Chào đón Thọ đến với sân khấu này, bước xuống trung tâm sân khấu này em trai. Rồi, lời đầu tiên anh sẽ nhường lời lại cho Quang Thọ để có thể gửi lời chào đến mẹ nhà gái cũng như là các bạn khán giả có mặt tại trường quay nha. Dạ, lời nói đầu tiên thì em xin chào anh, em chào quý vị khán giả, em chào cô và em chào em. Nãy giờ trong phòng chờ hồi hộp không? Dạ có, nhiều lắm ạ. Nhiều lắm phải không? Dạ. Rồi, đầu tiên là anh Hiếu sẽ cho em một cái khoảng thời gian để xem hồi nãy mẹ giới thiệu về mình á. Dạ. Mẹ có giới thiệu thiếu sót cái thông tin nào quan trọng không? Mình muốn nhắc lại thì mình cứ giới thiệu lại cho mẹ Hòa biết nha. Dạ, nãy giờ thì mẹ em cũng đã nói về tất cả những cái quá trình cuộc sống của em. Nghĩa là đầy đủ? Dạ, rất là đầy đủ hết rồi. 29 tuổi? Dạ đúng rồi. Đang làm thợ cắt tóc? Dạ đúng rồi. Công việc ổn định? Đúng không? Rất đó, mình phải nhấn mạnh cái đó. Vậy thì bây giờ mình bắt đầu đến với thử thách ha. Dạ vâng. Đầu tiên hãy mời Vũ Hải về vị trí trung tâm sân khấu cho mình Hiếu. Thưa quý vị, giờ đây Quang Thọ đang đứng trước thử thách 1 phút 30 giây để xem bạn ấy sử dụng 1 phút đầu tiên để gửi gắm những lời nói gì dành cho Vũ Hải. 1 phút dành cho Quang Thọ, bắt đầu. Cái ngày hôm nay anh đứng ở đây gặp được em thì cái đó là duyên. Bởi vì ngay từ ngày mà anh gặp em tới bây giờ, cái hình ảnh của em nó vẫn ghi sâu ở trong cái tâm trí của anh tới bây giờ. Anh cũng cảm thấy may mắn khi mà mình được đứng ở đây đối diện với em. Và anh hy vọng là sau ngày hôm nay và về sau chúng ta có thể đi tiếp trên chặng đường về sau. Ủa? Là hai bạn có quen nhau không? Dạ chưa. Em chưa quen, nhưng mà khi hồi nãy nghe những cái lời giới thiệu của mẹ và sau khi mà em lên sân khấu và em quay ra và cái ánh mắt nhìn đầu tiên của em có một cái gì đó em không biết giải thích sao, nhưng mà kiểu giống như đã quen từ lâu rồi đúng không? Dạ, cái kiểu ánh mắt nhìn vô cái ủa cái kiểu nó nhận ra liền, nó có một cái gì nó gần gũi lắm anh. À dạ,
coi chừng là kiếp trước có liên hệ gì nhau đó. Cái đó thì cho nên kiếp này gặp lại nhau đó. Không lẽ kiếp trước là chủ nợ ta? Chứ tự nhiên rồi coi chừng. Chưa gì hết trơn, trong một phút đầu tiên bạn chia sẻ những điều mà bạn suy nghĩ, có một tín hiệu tích cực là vừa gặp con gái của mẹ Hòa là cảm thấy quen như lâu lắm rồi, dường như cái gì đó nó thân thuộc lắm rồi, phải không Thọ? Yeah. Giờ bình tĩnh nha. Yeah. Một phút trôi qua rồi, mình còn 30 giây, lần này mình chọn một cái hành động gì đó để mình gửi gắm đến cho Vũ Hải ha. Không nói, chỉ hành động thôi. 30 giây bắt đầu. Ôi, thưa quý vị, tôi cứ ngỡ rằng là xem một cảnh tượng lãng mạn trong phim ngôn tình chẳng hạn. Đây là cái màn cầu hôn đúng không? Dễ thương quá. Đây là cái lần đầu tiên mình tiếp xúc á. Đúng. Em không có dám đi. Mình giữ khoảng cách rồi đúng không? Mình không có dám làm gì đó nó quá lố. Dễ thương quá. Đây là cái sự trân trọng, thưa quý vị. Đây là sự trân trọng của cánh mày râu chúng tôi dành cho chị em phụ nữ. Vậy thì chúc mừng Quang Thọ đã vượt qua 1 phút 30 giây. Thưa quý vị, Quang Thọ vừa hoàn thành xong 1 phút 30 giây của mình. Chia tay với Quang Thọ, chúng ta sẽ gặp gỡ ngay với cậu con trai còn lại của mẹ Phước. Chúng ta cùng xem Bảo Khánh sẽ xuất hiện với diện mạo như thế nào. Đừng đi đâu nha, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Thưa quý vị, ngay lúc này chúng ta đang quay trở lại để cùng chờ đón diện mạo Bảo Khánh con trai của mẹ Phước. Xin mời. Chào Khánh. Lời đầu tiên em xin gửi lời chào trân trọng nhất đến họ nhà gái, cùng NMC, cùng tất cả các khán giả đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Nghe đồn em học giỏi lắm phải không? Vừa học Học viện Hàng không, đang làm ở sân bay Tân Sơn Nhất, bên cạnh đó còn buôn bán nhỏ thêm nữa. Thú vị quá, mẹ có giới thiệu thiếu gì mình không? Chia sẻ với em một chút là mẹ là người trong nhà mà người hiểu em nhất, nên là hay gì quá. Mẹ giới thiệu thì cũng là hầu như là đầy đủ rồi em. Hầu như đủ đầy, mình không cần bổ sung gì cả. Dạ, đúng rồi. Nãy giờ gia đình mình đang có nhiều thiện cảm lắm đó nha. Dạ. Đó, tận dụng cơ hội này. Rồi, mời Vũ Hải lên trên vị trí trung tâm giùm anh Hiếu. Đó. Em biết thử thách của mình là gì đúng không? Dạ, em 1 phút 30 giây để xem 1 phút đầu tiên lời nói gì sẽ được Bảo Khánh lựa chọn để gửi gắm đến cho Vũ Hải. 1 phút bắt đầu. Lúc mà đứng trong cánh gà thì mình cũng nghe câu chuyện của bạn chia sẻ về mối tình, cũng như là mẹ bạn chia sẻ về một mẫu người đàn ông lý tưởng mà cho bạn có thể dựa dẫm vào, thì mình nghĩ mình có đáp ứng đầy đủ những gì mà tiêu chí mà bạn cần cũng như mẹ bạn muốn. Và rất hy vọng sau game show này thì mình sẽ là người được bạn lựa chọn để tiến tới một mối quan hệ lâu dài nhất có thể. Còn thời gian. Lúc mà đứng trong cánh gà thì mình cũng hồi hộp lắm. Nhưng mà sau khi mà bước ra đây thì mình cảm nhận thực sự là kiểu con tim mình như gục ngã trước nhan sắc của bạn. Và hy vọng sau này thì mình có thể là một người bạn để vừa là người đồng hành, vừa là người chia sẻ và vừa là người có thể nắm tay nhau qua những năm tháng của cuộc đời. Trời ơi. Quá trời đất, Học viện Hàng không cho nên nói quá trời đất. Con tim mình như gục ngã. Trời, dữ vậy sao? Rồi, bây giờ 1 phút đã trôi qua, chúng ta có 30 giây để dùng một hành động gì đó để gửi gắm đến cho Vũ Hải nha. 30 giây, bắt đầu.
hết giờ. Thưa quý vị, 30 giây đã trôi qua và rõ ràng là Bảo Khánh cũng có cách riêng để thể hiện mong muốn của mình cũng như là quyết tâm để chinh phục Vũ Hải. Vậy thì để xem khi mà Quang Thọ và cả Bảo Khánh quay trở lại bên người mẹ thân yêu của mình thì gia đình của nhà trai sẽ mang đến đây những món bảo bối thú vị như thế nào. Quý vị đừng rời mắt khỏi màn hình nha, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Chào đón quý vị đã quay trở lại với phần hấp dẫn của Đại Chiến Tơ Hồng. Thưa quý vị, ngay lúc này trên tay của hai nhà trai đang là hai món bảo bối hoàn toàn bí mật và chúng ta cùng sẽ khám phá để xem họ đã mang đến đây món bảo bối gì và với thông điệp ra sao. Thưa mẹ nhà trai, theo quy định của chương trình thì người dẫn chương trình sẽ được phép khám phá bảo bối mà mình mang đến. Hai mẹ cho phép Phương Hiếu nha. Dạ, và mẹ nhà gái, gia đình nhà gái mình cùng đoán ha. Hiếu gợi ý cái gì mình đoán xem coi mình có đoán chính xác hay không nha. Dạ. Bên nhà trai nào mà Hiếu tới trước ạ? Trước ạ. Bên kia. Không, mẹ chậm rồi. Mẹ Khánh chậm hơn mẹ Phước, cho nên Hiếu sẽ được phép di chuyển về mẹ Phước được không ạ? Dạ. Vâng. Giận. Thôi đừng giận mà. Thôi đừng giận, mình chậm mình chịu. Dạ, Hiếu xin phép qua đây ha mẹ Phước ha. Nhìn bên ngoài hai món bảo bối, mình thấy là cái sự nhấp nhô nó khác nhau. Phải không ạ? Dạ mẹ, cái này có cần nhẹ tay không ạ? Không, cũng nhẹ tay. Nhẹ tay? Không mà cũng nhẹ tay. Là nhẹ tay, dạ. Sợ nó dễ vỡ. Vậy hả? Sợ nó có nấy hả? Dạ, nó dễ vỡ hả? Một hình chữ nhật. Một hộp hình chữ nhật. Mà ở đầu nó có một cái vòi. Một hộp hình chữ nhật mở đầu cái vòi. Biểu tượng là làm ở hàng không. Cái đầu cái vòi có cái nắp nữa. Chữ nhật nằm gọn trong tay như vậy. Dài cỡ nhiêu đây? Mình đoán là gì ạ? Mấy em? Em đoán là có thể là nước hoa. Có thể là một chai nước hoa. Cũng có thể. Dạ. Anh trai? Em bỏ tay hả? Còn mẹ đoán gì mẹ? Là cái biểu tượng máy bay. Biểu tượng máy bay thì nó phải khác nha. Biểu tượng máy bay thì nó phải là một cái mô hình máy bay chẳng hạn. Còn cái này nó giống như là một cái chai gì đó thì phải. Giống chai gì đó thì phải. Cái anh này anh bán cà phê mang đi mà. À đúng rồi. Đúng không? Có thể đây luôn. Phải, có sản phẩm của nhà làm cơ mà. Có sản phẩm nhà làm hả mẹ? Đúng rồi. À dâu chàm à? Yeah. Dâu chàm. Hay quá. Quên. Lo để ý cậu con trai. Quên nền tảng gia đình. Vậy mình xác định đó là gì ạ? Dâu chàm. Nào, phải dâu chàm không nào? Dâu chàm. Đó là... Thưa quý vị, không phải dầu thơm, chính xác là dâu chàm. Yeah. Dầu tràm này là để mang về tặng nhà gái. Dạ. Cái dầu tràm, chai dầu tràm này nó rất là nhỏ nhưng dạ, mà nó rất là to lớn vì dạ, nó sức khỏe cho mọi người, bảo vệ sức khỏe cho mọi người. Dạ. Và là kinh tế của các con cái sau này nó rất là vững chắc. Dạ, đó là thông điệp mà mẹ mang đến. Đúng rồi. Còn gì nữa không? Trong ạ? Nó nhỏ thôi nhưng mà nó rất là ý nghĩa, nó to lớn lắm. Dạ, nghĩa là ở đây mình mang đến một chai tinh dầu tràm, nó không phải là vật chất. Mà nó thể hiện rất là nhiều thông điệp. Đúng. Thứ nhất là thông điệp tốt cho sức khỏe. Thứ hai là thông điệp nền tảng gia đình vững chắc. Đúng rồi ạ. Vững chắc thì con cái mình sau này nó được kinh tế nó vững vàng. Dạ. Sau này nó không phải khổ, không phải lo đến kinh tế. Nghĩa là mình đảm bảo cái tương lai luôn. Đúng rồi, tương lai lâu dài của con cái sau này. Dữ dội quá. Chúc mừng mẹ Phước đã vừa trình xong món báu vật. Nó có nhiều ý nghĩa như vậy. Cho phép Phương Hiếu quay trở lại với mẹ Khánh. Dạ. Hiếu quay trở lại với mẹ Khánh rồi đây. Bên kia là dầu tràm ạ. Cho phép Hiếu khám phá nha. Mạnh hay nhẹ tay ạ? Thoải mái. Thoải mái, trời ơi. Phải rồi đó. Mình thoải mái là phải rồi đó. Dạ. Nó có cái dây dài. Nó nói với nhiều bộ phận lắm. Một giống như hình chữ nhật mà có nhiều ống kết nối với nhau. Rồi cái dây dài lại nối vào cái phần đầu. Nó là cái bộ phận để làm tóc đấy. Bộ phận làm tóc. Dụng cụ để làm tóc. Dụng cụ làm tóc.
là theo mẹ, tại vì cậu này làm thợ hớt tóc. Còn hai em có nghĩ gì khác không? Em nghĩ em cũng nghĩ giống uốn tóc, có thể là cây dụi tóc, cây để uốn tóc á. Dạ. Liên liên bóp thêm. Dạ tại mẹ cho nãy mẹ nói vô tư. Không nghe. Ủa cái dụng cụ uống tóc gì kỳ vậy trời? Nó hơi lạ nha. Cái này lạ lắm, không phải đâu. Có một cái cán cầm. Không có. Có một cán cầm có dây ở trong đó. Cũng có thể là dây điện. Không có công tơ nào mà bự dây hết trơn rồi. Không có cái tông đơ nào bự cỡ này hết á. Tông đơ người ta gọn thôi, con này bự lắm. Bự. Hình như gật vầy được kết nối với nhau rất là nhiều. Đoán không được, khó lắm. Thật sự. Có cho rỡ trong không? Khó quá. Thôi khó rồi mà. Mình chốt là dụng cụ làm tóc nha. 2, 3. Hey. Ôi dụng cụ duỗi tóc. Trời ơi. À cái này dân chuyên nghiệp mới xài nha. Đúng không? Đẹp. Duỗi với uống phải không? Đây duỗi với uống tóc. 2 trong 1. Tạo lọn. Đúng rồi. Phải không? Chính xác luôn rồi. Ở nhà mình có xài cái chuyên nghiệp tới như vậy đâu. Ở nhà mình xài cây duỗi thẳng băng hà. Còn cái này người ta thợ chuyên nghiệp. Ở nhà cho nên... là 1 cây đúng không? Đúng, ở nhà có 1 cây thôi. Ai vẽ đi tới 3 cây. Dữ dội, dữ dội. Ấn tượng quá. Thưa mẹ, đúng như mẹ đoán, dụng cụ làm tóc. Chúc mừng mẹ nhà gái. Dạ thưa mẹ Khánh, vì sao mẹ mang dụng cụ làm tóc của con trai mình để đến đây chinh phục nhà gái? Mời thông điệp của mẹ là gì? Trước hết là tôi cũng xin chia sẻ với mẹ của bạn gái và hai anh em của bạn gái là mặc dù là tôi biết rằng là bạn gái học ngành y nhưng mà bạn gái cũng rất là quan tâm đến tóc và vẻ bề ngoài và mà bạn gái cũng có cái ý nghĩ là cũng muốn làm người mẫu. Thành ra tôi cũng muốn mà tặng cái này để cho con trai tôi mà thí dụ có điều kiện á, là về nó sẽ chăm sóc tóc cho bạn gái. Đúng. Thế bạn gái có vui không? Còn gì nữa không ạ? Đây là cái dụng cụ làm tóc là tuy là nó thô sơ vậy thôi, là tuy là nó cũng không có giá trị gì bao nhiêu, nhưng đây là cả cái tấm lòng của con tôi. Mong rằng là chị cũng suy nghĩ lại. Dạ. Suy nghĩ lại để cho mà cháu nó có một cơ hội. Dạ. Thông điệp mà mẹ Khánh gửi gắm ở đây không chỉ đơn giản là một cái công việc đã tạo dựng nên tương lai hiện tại của em Thọ, mà nó còn là cái sự chăm sóc của người chồng biết tạo những kiểu tóc đẹp dành cho người vợ tương lai của mình. Nếu như em ấy đang làm công việc người mẫu ảnh giống như mà Vũ Hải đang làm, thì bên cạnh đó thì mẹ Khánh vẫn nhớ rất rõ, mẹ Khánh cũng là một trong 2 gia đình bị nhận cái gáo nước lạnh từ mẹ Hòa ngay từ đầu, là do cái công việc nó chưa có phù hợp lắm với con gái của mẹ. Cho nên mẹ Khánh cũng nhân đây mong mẹ Hòa suy nghĩ lại. Thì hy vọng rằng mẹ Hòa sẽ cân đối, cân nhắc lại chút xíu với những lời chia sẻ này của mẹ Khánh. Cho chúng ta dành một tràng vỗ tay cho mẹ Khánh được không ạ? Cảm ơn mẹ rất nhiều. Và thưa quý vị, như vậy 2 gia đình nhà trai đã trình đến 2 món báu vật gửi gắm thông điệp tuy khác nhau nhưng có cùng một quan điểm chung, đó chính là làm sao để chinh phục nhiều cảm tình nhất từ mẹ Hòa là nhà gái. Vậy thì để xem chúng ta khi 2 gia đình này phải buộc đưa ra những quan điểm thuyết phục nhà gái vì sao không nên tạo điều kiện lựa chọn cậu con trai gia đình đối phương để cho phép hẹn hò cùng với em Vũ Hải, thì 2 gia đình nhà trai sẽ lựa chọn những thông tin gì, những thông điệp gì để dẫn chứng chứng minh điều đó. Quý vị đừng rời mắt khỏi màn hình, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay nha. Thưa quý vị, chúng tôi đã quay trở lại rồi đây. Và ngay lúc này đây thì 2 gia đình nhà trai sẽ đưa ra những quan điểm như thế nào để thuyết phục gia đình nhà gái. Chúng ta cùng đến với màn đại chiến tơ hồng quyết định. Xin mời 2 gia đình nhà trai bắt đầu. Gia đình bên kia thì đã có một cái cơ sở chế biến dầu tràm và đem đến là tặng cho gia đình bên nhà gái một cái chai dầu tràm quý giá. Nhưng mà chị cũng phải suy nghĩ lại là đó là công sức của cha mẹ, cơ sở của cha mẹ làm ra chứ không phải là do tự tay bạn đó làm ra. Về gia đình bên tôi
là những cái đó là những cái về những cái tâm huyết của cháu, tự cháu làm ra, nó mang đến đó là coi như là cái sự chân tình. Dạ. Con nhà em nó cũng giỏi lắm chứ, nó không có phụ thuộc vào kinh tế của em đâu. Gia đình nhà em là rất là khá giả, có cơ sở dầu tràm, nhưng mà cháu tự lực cơ mà. Cháu đi làm, cháu đi học, cũng có xin bố mẹ về kinh tế đâu. Cháu vừa đi làm học học viện hàng không nhá, lại còn làm ở dưới sân bay Tân Sơn Nhất luôn, sau lại còn bán cà phê nữa cơ mà, cháu có phụ thuộc kinh tế bố mẹ đâu. Mà là rất là quan tâm đến đến sau này của con, tương lai của bạn gái sau này, còn biết nấu ăn. Con nhà chị đã biết nấu ăn đâu, mà chị bảo dâu tràm là chân thành là của cơ sở nhà em chứ không phải cơ sở bên nhà, điều đó là đúng đấy. Đây là bố mẹ là muốn làm mở cơ sở kinh tế là để cho con cháu sau này, tương lai sau này, hạnh phúc của con cháu sau này mãi mãi đến lâu dài chứ không phải trước mắt. À, cái điều đó rất tốt, chúng tôi không phủ nhận, nhưng mà còn cái vấn đề mà chúng tôi nói về cái chai dầu tràm là do cơ sở của cha mẹ làm ra là không sai, không sai nha. Đó, cái điều đó là điều đúng. Còn về vấn đề mà cháu nó tự lập tự đồ là rất là quý. Tôi chỉ nói là nói về một cái khía cạnh là về cái món quà mà để tặng thôi. Chứ tôi không chê gì đâu. Yeah. Món quà bọn em là món quà bọn em tặng là rất là có ý nghĩa. Về sức khỏe, về cả kinh tế sau này. Có nghĩa là con cái nhà em ít nữa nó học, nó ra trường ra, nó có công ăn việc làm ổn định. Nó không phải phụ thuộc về cái kinh tế của bố mẹ mà cũng không phụ thuộc vào điều đấy. Bọn em làm cơ sở kinh sản xuất này là lo cho các cháu tương lai lâu dài. Ví dụ như là con em tất nhiên là xây dựng gia đình thì phải sinh con đẻ cái. Lúc sinh con đẻ cái thì phải nghỉ. Nghỉ thì là phải có kinh tế gia đình nó có. Nó không phải phụ thuộc không con cái em, nó không phải vất vả. Dạ. Dạ cô cho con nói xíu ha. Dạ nãy giờ mình đang nói là mình đang nói về những cái vật chất bên ngoài đó con. Bạn lên đây để tìm một nửa của bạn chứ không phải là đi tìm những cái vật chất ở bên ngoài đâu. Theo như nãy giờ mà con nghe thì mình đang bị quy chụp vô một cái vật chất nó nhiều quá. Còn nếu mà nói về cái con có thể làm được gì cho bạn ấy thì con hỏi thử là con trai cô có thể bỏ việc để ở bên chăm sóc bạn nữ đó được hay không? Bởi vì khi mà theo như em biết là bạn nam làm ở sân bay thì cái công việc nó rất là nhiều, thì không biết là có thể bỏ cái công việc đó, bỏ cái thu nhập mà kiếm được từ cái công việc đó để ở bên cạnh bạn chăm sóc bạn. Tất nhiên nếu mà bỏ công việc hiện tại của em hay là nghìn cái sở thích đam mê của em thì chắc chắn là điều đó không thể. Nhưng mà em có một quỹ thời gian ai cũng có là 24 giờ, thì em ngoài cái thời gian làm việc thì em có thể sắp xếp để lo về gia đình cũng như chăm sóc bạn ở đây. Và với lại là cái công việc là nó sẽ đem lại cái thu nhập, để mà khi mà có thu nhập thì mình có thể nâng cao được cái đời sống tinh thần cũng như là cái tình cảm được đi lên. Tất nhiên là cái vật chất nó không có quyết định, nhưng mà vật chất nó vẫn là quyết định ý thức là ở mình có hạnh phúc hay không, thì cũng một phần một yếu tố nào đó để quyết định đến cái tình cảm hay là sự gắn bó của cả hai bên. Hồi nãy bạn có nói là bạn làm cái công việc đó là để kiếm thêm thu nhập để xây dựng một cái tương lai này kia. Nhưng mà bạn nữ cũng đi làm được, bạn cũng tự lo được cái vật chất của mình. Người ta cần là cần khi mà người ta bệnh xuống gọi mình có thể chạy về được, chứ không phải là để mình sắp xếp. Lúc mà bạn sắp xếp xong công việc thì hết vậy thôi. Bên kia thấy sao ạ với những lời phản biện vừa rồi? Thì em xin phản biện một số cái lý do để bạn nữ nên chọn em thay vì chọn anh bên cạnh. Tại vì thứ nhất là về cái tuổi tác, em và bạn nữ là được biết là cùng tuổi. Thứ nhất là mình đồng điệu về cái suy nghĩ cũng như cái nhận thức của mình. Còn bên phía bên nhà trai này là anh lớn tuổi hơn bạn nữ tầm 8-9 tuổi, thì về cái suy nghĩ cũng như cái sở thích là có một số cái nó sẽ trái ngược hoặc là đối lập nhau. Như vậy là dẫn đến nhiều khi không có đồng điệu trong một cái suy nghĩ, trong một cái nhận thức, thì có thể điều đó là mình có thể mà khó có thể chia sẻ cảm thông với nhau. Còn ngược lại em và bạn nữ này thì theo em được biết là bạn đang học ngành y, thì cũng là thuộc một trong những cái top ngành mà ngành nghề dịch vụ. Em cũng thế, và cái mục tiêu lớn nhất là mình làm hài lòng khách hàng. Mà khi em đã làm hài lòng được vị khách hàng đứng trước mặt thì sẵn sàng bạn nữ là một điều mà tất nhiên là em chắc chắn có thể đảm bảo về đời sống vật chất cũng như tâm tư tình cảm.
Nãy giờ bạn cứ còn cứ kiểu xoay quanh cái công việc vật chất này kia. Mình đang ở cái một cái chương trình để mình nói về câu chuyện tình yêu chứ không phải là nói về vật chất. Thì em xin nói thêm là sau mỗi cái giờ làm thì hai đứa sẽ có thời gian để ngồi lại để kể cho nhau nghe những chuyện vui buồn, những việc mà mình tiếp xúc hàng ngày. Thì điều đó là một cái sự chia sẻ để bản thân hai người càng ngày càng gắn kết hơn. Thì đó là một cái điều mà em nghĩ là em có thể dư sức để mà làm được điều đó. Còn em nói là vật chất, nếu mà vật chất là một phần, tất nhiên em nói là không phải vật chất chiếm toàn bộ, nhưng mà vật chất cũng là một thứ để quyết định cái ý thức của mình. Tôi cũng có ý kiến này. Thường thường người ta nói là hơn 3 tuổi là một thế hệ rồi. 9 tuổi ấy, còn 3 thế hệ luôn á. Dạ. Đâm ra là bạn hơi bị già, đâm ra là không phù hợp mấy cả bạn gái đâu. Gái là phù hợp con nhà em là phù hợp hơn. Xin giải nghĩa nha, xin có ý kiến nha. Giải nghĩa về cái chuyện già trẻ nha. Ba của Thọ lớn hơn mẹ của Thọ 9 tuổi, cũng rất là thành công trên đường đời và rất là thành công ở trong gia đình và tình yêu sự nghiệp là coi như là rất là thành công và rất là đề huề. Đây đừng bao giờ nói ra về cái vấn đề tuổi tác. Tuổi tác nó không gì quan trọng. Hỏi tại sao mà có những cái cô rất trẻ mà lấy những ông rất già, hay là có những người phụ nữ rất già sẽ lấy những cái anh rất trẻ. Ở đây tình yêu nó không phân biệt tuổi tác. Và huống chi là con trai tôi chỉ là lớn hơn bạn này chỉ có 9 tuổi hả? 9 tuổi là quá lý tưởng. Đây là bạn Thọ sẽ rất là chững chạc về đường đời. Và cái vấn đề mà sau này về sẽ chăm sóc mà cho bạn gái là coi như là chu đáo luôn. Vì là coi như là nếu bằng tuổi thì sau này bạn gái sẽ già hơn bạn trai, đúng không? Không có già hơn đâu. Bây giờ đúng không mà, đúng không quý vị? Chị nói thế thôi. Con chị già chị bảo thủ thế thôi chứ con đâu là con em nó bằng tuổi nhau, tất nhiên là phải hơn chứ lại làm sao mà già hơn con nhà chị già, tất nhiên người ta nói là ba hơn ba thế hệ. Ba thế hệ nó già lắm chị ạ. Con nên nó bằng tuổi nhau nó rất là bình đẳng, có cái gì nó ngồi nó chia sẻ nó dễ hơn. Chị bảo là ba của Thọ là nhiều tuổi hơn nhưng mà ngày xưa là các chị là ưng nhau, còn đâu này cô bé này cô không ưng người hơn tuổi, cô ấy ưng người bằng tuổi cơ chị ạ. À cái vấn đề đó là cái vấn đề đó là tôi đang thuyết phục cổ chưa quyết định mà, cái này là chưa quyết định mà. Đúng. Tôi đang thuyết phục cổ mà. Đấy. Coi như là có thể sẽ thay đổi và dựa đang thuyết phục con em bởi vì con em trẻ nó có lợi thế hơn ạ. Đây, trai dạ. Cũng chín là có kém gì. 9 tuổi nha chị ạ. Có kém gì. 9 tuổi là ba thế hệ, nó già lắm chị ơi. Cái vấn đề già ở đây á, mình không có bàn tới nữa bởi vì thực ra theo như con nghĩ á, khi mà hai người cùng tuổi với nhau á, đi chung thì không biết khi mà gặp một vấn đề gì đó không biết xử lý đâu. Có biết xử lý chứ, con là cô nó tài giỏi cơ mà. So với tuổi đời. Có phải con là cô nó biết năng động, rất là năng động, rất là tài giỏi học giỏi. Dạ con biết cái đó thì con không có phủ nhận bởi vì mỗi người có mỗi cái cuộc sống khác nhau, nhưng mà con có thể dám chắc một điều là so với tuổi tác, kinh nghiệm và tất cả những gì không có thì con sẽ bảo vệ được và sẽ giúp bạn ấy. Con cứ nói thế thôi. Nhưng mà già đâu có phải là cái gì cũng có kinh nghiệm hơn đâu. Nhiều người không thể kinh nghiệm bằng cái người trẻ đâu ạ. Em cũng xin nói thêm, tại vì em nói là cái tiếp xúc trải nghiệm thì chia sẻ thật với mọi người là em cũng đi làm từ năm nhất đại học là làm ở sân bay Tân Sơn Nhất, là đến thời gian hiện tại là khoảng 3 năm. Thì trong cái suốt thời gian đi làm thì em sẽ có cơ hội tiếp xúc được với người giàu, người nghèo, hay là người thành công, hay là người thất bại. Ai cũng có, em cũng tiếp xúc và mỗi người sẽ đem lại cho em một cái bài học hay là một cái điều mà để em đáng để phải suy ngẫm. Thì em nghĩ với những cái khó khăn hay là những cái thử thách mà những người trẻ ai cũng gặp phải thì em có thể tự tin là em có thể đương đầu và đối mặt. Hai gia đình nhà trai dường như đã mang lại nhiều thông tin hơn cho gia đình nhà gái lựa chọn rồi, chắc chắn sẽ giúp cho nhà gái dễ dàng lựa chọn hơn. Vậy thì trước khi mẹ nhà gái đưa ra quyết định, xin mời hai chàng trai vào trong để chuẩn bị chờ đón kết quả cuối cùng. Cảm ơn hai bạn. Để xem nhà gái mẹ Hòa sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào giữa hai gia đình nhà trai với những phản biện hùng hồn như vậy. Thời gian hội ý cuối cùng dành cho nhà gái bắt đầu.
Thưa quý vị, thời gian hội ý dành cho nhà gái đã hết. Trước khi hỏi mẹ Hòa thì cho hỏi hai người anh em cùng một nhà, chắc chắn là mình luôn mong muốn gì tốt đẹp nhất cho các thành viên còn lại. Em Út, theo em thôi nha, yeah, em sẽ chọn ai giữa hai gia đình này, con của mẹ Khánh hay con của mẹ Phước? Theo em thì em sẽ chọn gia đình số 1 ạ. Là con của mẹ Khánh. Dạ. Lý do? Tại vì em nghĩ là anh hơn tuổi chị, có nghĩa có những suy nghĩ chững chạc hơn, ừ, có thể lo cho chị nhiều hơn là anh bên đây. Ừ. Tại vì anh bên đây em cũng thấy làm việc bên hàng không thì em nghĩ nó khá, công việc nó sẽ khá là nhiều. Nó không có thời gian, nó không được tự do như bên đây. Dạ. Đó là suy nghĩ của cậu em Út. Còn ông anh cả thì sao? Em sẽ chọn gia đình số 2 ạ. Dạ, nghĩa là Bảo Khánh, con trai của mẹ Phước, vì sao? Dạ, bởi vì em thấy ngoại hình anh ấy khá là, gọi là điển trai, trứng trạng. Rồi anh ấy còn, em quan trọng, rất là quan trọng về cái chi tiến thủ của anh. Nhìn về cái mức độ mà chịu khó, tuổi trẻ, chịu bươn trải như thế, chứng tỏ là một cái tinh thần phấn đấu làm giàu rất là, rất là gọi là ở cái tuổi trẻ này như vậy, rất là đáng quý luôn anh. Mặc dù gia đình có nền tảng tốt sẵn, phải không? Vỗ tay cho hai cậu con. Cảm ơn hai em đã làm cho mẹ mình rối thêm. Vậy thì bây giờ mẹ ơi, mẹ hãy bình tĩnh ha. Mặc dù mình sinh con ra, mình hiểu con mình, nhưng mà rõ ràng việc lựa chọn cho con mình một phiên bản phù hợp, một phiên bản mà mình cho rằng mang lại hạnh phúc cho con mình hơn, chưa chắc trùng ý với con mình. Vậy thì mẹ hãy dùng chính kinh nghiệm của mẹ, trải nghiệm của mẹ để mẹ đưa ra quyết định lựa chọn ngay lúc này. Vậy mẹ hãy cho chương trình được hỏi, đâu là chàng trai mẹ cho phép hẹn hò với con gái của mẹ? Quyết định của mẹ là... Người mà chúng tôi quyết định cho phép con gái tôi hẹn hò là... Rất căng thẳng, rất hồi hộp. Đã đến lúc mẹ Hòa phải đưa ra quyết định rồi. Mời quyết định của mẹ Hòa. Tôi xin có ý kiến. Dạ. Mời mẹ Khánh. Trước khi mà bên đàn gái đưa ra quyết định thì tôi xin cho tôi có một cái ý kiến nhỏ này, là sau khi mà sự việc nó diễn ra từ đầu đến bây giờ đó, là sau khi mà tôi giới thiệu con trai tôi, và sau khi mà những phản biện của con trai tôi, và sau khi mà diễn ra cùng với lại bên đàn gái, thì tôi có một cái quyết định cuối cùng ở trong mẹ con tôi, là tôi mong rằng là con tôi là người không được chọn. Tại vì sao mẹ Khánh để đưa ra quyết định? Vì là vì khoan để em nói hết. Là vì là theo như mà tôi cảm thấy là về bên đàn gái có thể là không, thứ nhất là thôi bây giờ mình nói nhẹ là không có duyên nợ với lại nhau là cái thứ nhất. Cái thứ nhì nữa là không có đồng quan điểm với nhau, không có bất đồng quan điểm với nhau, là những cái suy nghĩ của bên đàn gái nó khác xa với lại chúng tôi. Thành ra mặc dù là tôi cũng rất là thương cháu gái này, cháu tôi cũng rất muốn cháu là làm dâu cho gia đình chúng tôi, nhưng mà xin đến quyết định cuối cùng là xin cho tôi là người không được chọn. Dạ. Thế tại sao từ lúc đầu đến giờ, đầu giờ đến giờ là chị toàn thuyết phục và đưa ra những các ưu điểm là con như thế để cho con gái tôi chọn? Vâng, chị không rút từ đó là thời gian của tôi là vì con tôi. Tôi rất là thương con tôi thì tôi mới thuyết phục là như vậy. Nhưng mà sau khi diễn ra chương trình thì tôi thấy chị toàn là nhìn về gia đình số 2. Và chị ơi, thời đại này là thời đại nào rồi mà chị còn môn đăng hộ đối, và chị còn những cái này nọ kia, là tôi cảm thấy như là tôi là rất là không có đồng tình. Đó, thành ra tôi phải đưa ra cái quyết định này. Mặc dù là tôi rất thương con tôi, là tôi chiều, là tôi thương nó quá, tôi mới thuyết phục. Nhưng mà sau khi những cái sự việc diễn ra thì tôi thấy là chị có vẻ như là chị chỉ nhìn về cái gia đình số 2 chị, nhưng nói chung là chị, cái sự quyết định của chị đã tràn qua bên đây nhiều quá rồi. Cho nên là
tôi làm ơn á, tôi năn nỉ chị á, đừng có chọn con trai tôi. Thứ nhất là chị thời nào cũng cần môn đăng hậu đối. Thế hạnh phúc nó có cháu nó mới bền lâu. Thế tại sao lại chị đầu tiên thì chị đưa ra tất cả những cái ưu điểm của con để con gái tôi chọn hoặc là gia đình tôi chọn. Nhưng mà tôi phải nghĩ cho con tôi, nếu mà chị có con gái thì chị thấy thế nào, chị cũng phải chọn như thế chứ. Đâu phải tôi, mình tôi là lạc hậu hay là mình tôi là phong kiến. À, cái chuyện phong kiến hay lạc hậu là do tự chị nghĩ. Nuôi một đứa con rất là vất vả, huống gì cháu cũng đang học, học như thế, bằng cấp như thế thì gia đình phải đương nhiên là phải chọn một người chồng tương xứng cho con gái, trình độ cũng phải ngang như thế. Và còn cái ví dụ như là công việc của cháu như thế cũng không phù hợp với con gái tôi, vì là theo như quan điểm hơi lạc hậu của tôi một tí là cháu tiếp xúc với nhiều phụ nữ hơn thì phải thông cảm cho tôi cái điều ấy. Chị cứ chê gia đình nhà tôi là lạc hậu, thời đại này còn chọn môn đăng hậu đối, nhưng mà nhờ thế cho nên là gia đình hạnh phúc, ba đứa con học hành đến nơi đến chốn và rất là tài giỏi, và cháu cũng là sinh viên năm tốt của trường đấy ạ. Vâng, cho nên là phải chọn những người xứng đáng như cháu thì chị cũng phải thông cảm thôi, thì là cháu lại chọn những người khác phù hợp hơn. Vâng, chị nói thì tôi tiếp thu ý kiến của chị, nhưng mỗi gia đình là nó có một cái khác nhau. Nếu nói như chị vậy, tất cả những người nào, những đứa trẻ này nó môn đăng hộ đối, nó sẽ không bao giờ mà nó gặp được nhau. Hay là những đôi khác, có những đôi khác nó sẽ không gặp được nhau. Riêng tôi cũng vẫn có một đứa con gái, chứ không phải là không có, nhưng mà tôi rất là thoáng đó. Bây giờ cháu nó cũng vẫn hạnh phúc, vẫn đề huề, vẫn làm ăn, vẫn giỏi giang. Không phải là vì môn đăng hộ đối, không phải là vì phải học tương bằng nhau, hay là mà phải người này như thế ở đang đứng ở đây thì phải lấy cái người đứng ở đây. Không phải, có một người đứng ở đây, có một người đứng ở đây, nhưng mà họ cũng rất hạnh phúc, họ cũng rất là tương đồng. Thì mình đừng có nhìn cái gia đình nhà mình, ý là tôi cũng mong muốn là như vậy đó, là mình sẽ làm cái mẫu cho tất cả mọi người là không đúng. Tôi hỏi như là chị đó, chị sống với gia đình nhà chị là chị sống có phải vì bằng cấp mà chị được hạnh phúc hay không? Có phải không? Hay là vì là chúng nó phải tự hỗ trợ lẫn nhau, nó chung sức với nhau, nó xây dựng lên một cái gia đình thì dù làm ngành nghề gì vẫn là tốt đẹp, và cuộc sống của nó sẽ là luôn luôn hạnh phúc, là hai luôn luôn có tiếng cười vì hai đứa nó cùng chung chí hướng. Gia đình nhà tôi cũng không đến nỗi mà cổ hủ vậy như theo như chị nghĩ đâu. Thì chúng mình cứ thông cảm cho nhau và để cho con cháu nó hạnh phúc. Với mong muốn của chị thì tôi ghi nhận. Và bây giờ tôi xin đưa ra quyết định. Quyết định cuối cùng của mẹ Hòa là gia đình mẹ Phước, con Bảo Khánh. Thưa quý vị, con trai của mẹ Phước là người đã được gia đình nhà gái mẹ Hòa lựa chọn để cho phép hẹn hò với con gái của mình. Thật sự thú vị. Thưa mẹ Hòa, lý do vì sao lại chọn chàng trai này? Có phải vì hồi nãy gia đình của nhà trai còn lại là mẹ Khánh nói rằng là đừng chọn con trai của họ hay không, hay là có lý do khác? Không phải, Bảo Khánh là có đầy đủ những tố chất mà gia đình tôi đã bàn bạc với nhau và chọn cháu. Dạ. Là bạn trai cho con gái. Chứ không phải là do nhà kia? Không, không, không bất cứ một lý do nào, mà lý do là tôi đã ngắm từ đầu. Dạ, ngắm từ đầu phải mà phổ thay thôi chứ còn nói gì nữa. Hai anh em cũng đồng thuận luôn chứ hả? Có ai có suy nghĩ khác không ạ? Rồi, nhất trí theo ý mẹ. Nhất trí theo ý mẹ. Mẹ nói vậy sao hai em nó dám hé răng? Dạ. Có lẽ là dĩ nhiên mẹ luôn mong muốn điều tốt nhất cho con cái của mình. Ở đây không chỉ là em Hải mà còn là cả hai em nữa. Cho nên thôi thì ngày hôm nay mẹ đã quyết định thì chúng ta không cần phải bàn cãi. Vậy thì bây giờ cho phép anh hỏi Vũ Hải,
em sẽ có quyền đưa ra quyết định của mình có đồng thuận hay không với lựa chọn của mẹ. Sau tiếng đếm 1, 2, 3 của anh Hiếu, nếu như em đồng tình với lựa chọn của mẹ, em hãy di chuyển lên vị trí chàng trai đó, nắm tay bạn ấy để màn kết đôi ngày hôm nay thành công. Còn nếu như em không đồng ý, em có quyền đứng tại chỗ và cho chương trình biết lý do. Em sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Các bạn sẵn sàng chưa? Cùng cổ vũ cho Vũ Hải và Bảo Khánh nhé. Mình hô thật to hai cái tên này để truyền năng lượng tới vũ trụ ha. Vũ Hải, Bảo Khánh. 1, 2, 3. Bảo Khánh. Vũ Hải, Bảo Khánh. Vũ Hải, Bảo Khánh. Dễ thương quá. Cho anh biết ngay cái lý do vì sao em đưa ra quyết định như vậy. Dạ em cũng, từ lúc mà bạn nắm tay em ấy, em cũng có tình cảm với bạn. À là nắm tay. Khi mà bạn xuất hiện đó phải không? Kiểu như có tiếng sét ái tình. Có luôn hả? Dạ. Tuyệt vời. Không nha, mà tự nhiên giờ đứng kế bên nhau thấy giống giống nha. Thấy mẹ Hòa, thấy cũng na ná nha. Dân gian người ta gọi là có tốt phu đê đấy. Tuyệt vời. Mẹ Phước là người vui nhất. Xúc động quá. Dạ. Vâng. Mà hạnh phúc và xúc động quá. Cảm ơn hai con coi như là đã đến được với nhau. Dạ. Mà em thay mặt chị bên đằng gái, chị Xui là Xui tương lai, là phản bác là cái mẹ của Thọ. Bởi vì là không phải là mình đây là chủ yếu là môn năng hộ đối đâu, mà đây là do hai con nó cũng cảm mến nhau ngay từ ban đầu, chứ không phải là môn năng hộ đối mà là chấm ngay từ ban đầu là về học thức mấy cả không học thức đâu. Đây là em phản bác biện hộ lại cho bên nhà gái mình. Chưa gì hết trơn, là bà Xui tương lai thì binh bà Xui tương lai kia rồi. Phải không ạ? Vậy thì còn gì nữa, mời các gia đình chúng ta cùng lên sân khấu để chào khán giả ạ. Mời gia đình nhà gái ạ. Tuyệt vời. Thưa quý vị, còn gì bằng khi những cảm xúc này, những cảm xúc đồng thuận với nhau, những cảm xúc cùng chung quan điểm với nhau. Chắc chắn đây chính là những cảm xúc để giúp cho hai gia đình, chẳng những là đôi bạn trẻ sẽ có thời gian tìm hiểu nhau lý tưởng hơn, dễ dàng hơn, mà hai gia đình chúng ta cũng gắn kết với nhau nhiều hơn, phải không ạ? Xin chúc cho mối tương giao này sẽ ngày càng thêm rực rỡ, và thậm chí là như cả hai gia đình mong muốn đó. Được thì mình tiến tới mình kết hôn luôn được không ạ? Dạ, đồng ý ha. Dạ. Thấy em thấy hạnh phúc quá rồi. Hạnh phúc quá phải không? Em cũng nói cho em trai. Lời đầu tiên thì em xin cảm ơn chương trình đã tạo ra một game show ý nghĩa thiết thực để em có cơ hội may mắn cũng như được gặp gỡ bạn nữ để có một mối quan hệ về sau này. Tiếp theo nữa lại con xin cảm ơn mẹ, là tại vì mẹ đã có công xin dưỡng được cho một người con gái xinh như thế này. Sau này con có thể hứa với mẹ là con có thể thay mẹ để chăm sóc bạn gái về quãng đời sau này. Mẹ có muốn nói gì không? Con rể tương lai nói vậy, mẹ muốn nói gì không? Có, mẹ muốn dặn dò nhắn nhủ con mấy lời, là nếu đã có duyên gặp được con gái mẹ thì phải hết lòng thương yêu con gái mẹ, và công tác ở cơ quan cũng phải hoàn thành, cũng phải năng động và cũng phải hết mình để phấn đấu để hai đứa là có một cái tương lai vững chắc, để sau này con cái được nói theo bố mẹ. Thưa quý vị, môn đăng hộ đối hay không môn đăng hộ đối không quan trọng bằng việc các bạn cùng chung chí hướng với nhau. Tôi tin rằng khi mà một người nam và một người nữ đã cùng chung chí hướng với nhau thì việc mà các bạn hy sinh vì nhau, làm tất cả vì nhau, nó sẽ là tiền đề để mang đến một hạnh phúc trọn vẹn. Đây cũng chính là cảm xúc thật trọn vẹn mà chúng tôi mong muốn để gửi đến cho quý vị khán giả. Những người trong giờ này đây, thay vì chúng ta ngủ sớm, chúng ta vẫn cố định kênh HTV7 để theo dõi chương trình Đại Chiến Tơ Hồng. Một chương trình, một sân chơi tình yêu cho Đài Truyền Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sunrise Media thực hiện. Quý vị đừng quên, khung giờ này tuần sau vào lúc 22 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7, chúng ta lại gặp nhau. Còn bây giờ, Phương Hiếu và hai gia đình xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chào tạm biệt. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.